Hoa Sứ Gia chào cả nhà ha. Chúc cả nhà mình có một buổi tối ngắm hoa vui vẻ bên gia đình. Thì hôm nay bên vườn em sẽ giới thiệu cả nhà mình một số cây sứ Thái ghép. Giá cây em bán hôm nay có giá từ 30.000 cho đến 500.000 một cây nha. Đơn hàng em gửi đi là 200.000 trở lên mới gửi nha cả nhà. Em gửi cây đường xe Tô Châu và đường Bưu Điện. Đi Tô Châu để nguyên chậu gửi cho mình. Đi Bưu Điện nhổ ra vũ sạch đất, đóng thùng hàng giao tận nhà luôn. Rồi cây số 1. Số 1 là một cây chiết rin. Cái nhánh chiết rin này cái tựa nó dài là tầm 6 tấc nha. Nó từ tính từ mặt tro lên chiều cao của nó. Cái nhánh nó cao tầm 6 tấc từ mặt tro lên. Cây đang nụ. Cây rin này là màu tím than ha. 150.000. Số 2. Số 2 là cây một cốt ép hương hạ. Hương hạ là hoa màu vàng. Đây, hương hạ mình đang vô nụ nha cả nhà. Cây một cốt. Cái củ này là nó cây một cốt củ già nha, 30.000. Số 3. Số 3 một củ khá là già luôn, tựa dài ghép én. Hoa hai lớp, cây 5 bo 100.000. Số 4, Phúc Tấn. 3 lớp, hồng, đốm hồng đậm. Cây 6 bo 150. Số 5. Số 5 là một giống hoa màu tím nè cả nhà. Duyên dáng tím nha. Giống này là hoa cực kỳ rộ luôn á. Duyên dáng tím, 6 bo 150.000. Cây vô chậu C10 của bên em, hoành của nó từ 55 đến 65 tùy gốc nha. Còn nhổ ra vũ sạch đất, đi Bưu Điện á, là em cân thử cái củ nó dao động từ 4kg đến 5kg ngoài. Rồi, cây duyên dáng tím này là ghép 6 bo 150. Cây số 6, Quyết Thắng. Quyết Thắng, đỏ đậm luôn. Cây 5 bo 130. Số 7, Ngọc Băng. 3 lớp trắng tinh, cây 7 bo 100.000. Số 8, Phương Lam 23. 3 lớp màu vàng, viền hồng, cánh nhọn, nở vài ngày nó sẽ chuyển sang hồng, cây 8 bo 150. Số 9, Long Thành, 3 lớp đỏ tươi luôn. Số 10. Số 10 là giống này tết hạ ra nha, từ xứ Hạ Lai tạo tết ra, hoa của nó là 4 lớp. Hoa 4 lớp. Nó trắng và đỏ thế này nè. Lớp của nó ra nền nữa nè. Có hương thơm đậm mùi luôn, 4 lớp thơm đậm mùi nha cả nhà. Cây 7 bo 120. Số 11. 11 Kim Phát, 3 lớp vàng, lớp bìa nó có lem đỏ. Củ Kim Phát này xuất sắc luôn á. Cái này là hoa đẹp mà cái củ cũng khá là bắt mắt luôn. Cây 8 bo 130. Số 12. Cần Dụa 5 cánh màu tím. Đây, cần dụa 5 cánh màu tím. Cần dụa nó khá là nhiều giống nên em không nhớ nó là cần dụa số bao nhiêu nha. Cây này cũ rất to, cây 6 bo 150. Số 13. Phương Lam X5, màu hồng sọc. Giống này là hoa thơm. Cực kỳ rộ, cây 7 bo 80.000. Cây chặt chậu C10 em bán giá 80 là vì nó bị cái sẹo cháy nắng đây này nha. 80.000. Số 14, Lưỡng Nghi 5 cánh. Đây, hoa Lưỡng Nghi đỏ và vàng cam nha, cây 9 bo 130. Số 15, Sĩ Thư 1, 3 lớp màu trắng viền hồng. Sĩ Thư là một giống hoa cực kỳ rộ luôn cả nha. Đây, cây này cái củ cũng hình hơi quái quái nha. Cây 7 bo 100.000. Số 16, một giống có hương thơm đậm mùi tên Nguyệt Cát. 3 lớp nền trắng gân đỏ, cây 5 bo 150. 17. Yến Nhi Chính, 3 lớp màu tím sọc. Đây, Yến Nhi Chính đang nụ nha. Cây 7 bo 130. Đây, củ của Yến Nhi Chính. Tàn tròn. Số 18, Đuôn Han, 3 lớp màu vàng, cánh có phớt hồng. Nở vài ngày sẽ chuyển sang hồng. Cánh nhọn, cây 9 bo 100.000. Số 19. Quý An 3, 5 cánh màu tím, giống này là hoa cực kỳ rộ. Đây em khỏi cần nói, mọi người mình nhìn xem cái dàn nụ của nó đang ra nè. Nó chia lên như là ớt. Rồi cây 5 bo nha, 130.000, Quý An 3.
Số 20, một em hàng vít. Kép giống thu thủy 10, hai chuyển màu nè cả nhà. Mới vừa bung ra là em nó màu vàng thế này nha, vàng cánh với viền hồng. Thơm nhẹ nữa nha. Nó nở vài ngày nó sẽ chuyển sang hồng thế này ra. Hoa chuyển màu, một giống hoa rất là xinh. Ban đầu màu vàng phớt hồng nhẹ, nở sang chuyển sang hồng thế. Tàn bung rộng ra tầm gần 4 gang tay của em nha. Tàn xòe tròn bung rộng. Cây 8 bo 200.000. Tiếp 21, mộng cầm 3 lớp màu tím có lem, cây 5 bo 450. Giờ này còn hơi có ánh nắng nhưng mà chuyển mưa tranh thủ quay để chiều, để họ ổng ào tới nữa làm không kịp. Rồi. Cây này 5 bo nha cả nhà, 5 bo mộng cầm 450. Số 22. Ghép hai giống Ferrari 3 lớp nền trắng viền đỏ, cánh nhọn, một giống hoa rất là xuất sắc luôn. Và trà mi 11 3 lớp nền trắng viền hồng. Trắng viền hồng đậm nha. Trà mi 11 là hoa cực kỳ rộ. Cây này hàng VIP cũ to, cây 8 bo 450. À, hiện nay thì khách nào mà mình mua hàng, nếu mình ở xa đi bưu điện mình muốn chơi ra Tết á, là nay mình mua cây là vừa rồi ha cả nhà. Mình mua về mình trồng cũng tầm 2 tháng mấy nó mới có hoa nha. Rồi tiếp, cây số 23, ghép long thành. Em VIP này long thành 3 lớp đỏ tươi nha. Đây, long thành tàn bung rộng tựa dài. Cây này thì ghép dạng thân ngắn nè. Cây đang nụ cũ quái nha. Long thành cũ quái. Rồi, cây này có giá là 500.000 ghép 10 bo. Em tiếp cây 24, cây cuối 24 là một em hàng VIP nữa. Ghép giống Reti Lady hoa màu vàng. Đây. Reti hoa vàng có hương thơm nha. Cây đang hoa đang nụ luôn. Củ này thì nhìn hơi cơ bắp. Cây 7 bo 450. Rồi, hôm nay giới thiệu cả nhà mình là 24 cây ha. Cái giá cây em nói đây là giá em bán thôi, còn cái phí ship là do người mua mình tự chi trả nha cả nhà. Cả nhà mình xem nếu yêu thích cây nào thì mình cứ gọi theo số máy là 0981813055 ha. Số đó em có xài Zalo luôn, mình có thể kết nối Zalo rồi nhắn tin. Lưu ý giùm em nhắn tin để rõ mã số cây kèm số điện thoại. Có số điện thoại thì bên em mới liên hệ với mình mà lấy thông tin gửi hàng nha. Rồi, chúc cả nhà mình có một buổi tối ngắm hoa vui vẻ bên gia đình.